gần như đẹp nhất rồi. Đẹp, em đi kể cả quanh Hà Nội này. Đấy, nhìn dăm này cũng đẹp, mịn màng đấy. Ví dụ cây như thế này khoảng bao tiền anh? 3,5 triệu. 3,5 triệu. Cây xà xà thì bao nhiêu? Cây 3 triệu. Cây nhỏ thì kia cũng hơn 2 triệu. 2,5 triệu. Nói chung là tầm 2 triệu đổ lên đúng không? Mai còn các cây này thì hơn 1 triệu thôi. Đẹp nhỉ? Đúng rồi. Đẹp. Đi khắp không có chỗ nào đẹp như này đâu. Và anh Hùng vừa ăn Khánh ấy, anh ấy bán ở trên chỗ Lạc Quang Quân này, chỗ Trích Xài này, có cái doanh trại quân đội của bộ tư lệnh công binh này, này các bác này. Đấy, ở đây là góc xuống phố Trích Xài ven Hồ Tây này. Đẹp, địa bàn này đẹp quá nhỉ. Cả đào nữa anh. Ừ, cái đào này đẹp rồi, cái này đẹp dã man luôn. Cái này bao nhiêu đây? Cây 3 triệu. Đẹp quá. Mai này đẹp, ai còn trong kia nữa nhỉ? Ừ, nhiều gặt trên kia. Cắm ở trên này từ hôm nào đây anh? Từ hôm gặt. À, từ 15. Đấy, đẹp. Nói chung là mai này đẹp, cây này đẹp. Cái này khác nhiều tiền. Cái này này rằm riêng rất là đều. Gốc thân nó khá là gọn gàng. Tất nhiên về đắp rêu tí hoặc là làm gốc nó sạch tí. Đẹp. Nói chung là con mắt của người chơi cây rồi các bác, chơi cây cảnh bonsai rồi thì nó sẽ có nước đường nước nó hay hơn. Đấy, đẹp. Đào quất đấy, gặp anh em ở chợ. Chỗ này không có chỗ đỗ xe mà mình phải đỗ dưới kia khóa lại. Đây, cái này cũng đẹp. Hôm qua ra Vạn Phúc quay nhưng mà nó ít, mà thứ hai là nó không được ưng các bạn. Ở đây ưng nhưng mà chắc là tôi không mua bởi vì là tôi về quê. Cái này đẹp này, cái này đẹp dã man, rất tự nhiên. Đấy, cứ nói chuyện các bác bảo là bỏ hàng chục triệu, thậm chí hàng mấy chục triệu, hàng trăm triệu. Vâng vâng, các em để mua một cây xanh ấy, nó thậm chí đi vay mượn nhưng mà đấy, bỏ tiền ra khoảng độ tầm 5 triệu, 3 triệu mà mua cái mai là thấy nó rét. nó anh ấy vừa gọi là uống nước. Nó rét. Là không phải ai dám bỏ ra. Tất nhiên là cây đẹp thì là múc thôi. Nhưng mà cái đồ nó thời vụ, nó chỉ Tết thôi các bạn. Để chăm được nó là cũng cả một vấn đề đấy. Đấy, cây này đẹp, cây này đẹp lắm à. Ngoài em chọn được cái mẻ này đẹp quá. Đẹp quá. Cây đẹp thế. Đẹp. Như đào luôn. Như đào. Như nơm đào luôn. Cây này đẹp. Cốt. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng nét. 3,2 triệu. Cây này cũng đẹp rồi chị. Cái này như đào luôn. Rất sung xuê. Chân bệ tốt, cốt ngắn đẹp. Để vào trong này xem có thấy cái gì. À, trong này là đào gửi đây. Trên này chắc mất phí sới cũng khá khá đấy. Đào nó phai đây, nó phai cánh kép đây. Qua các đồng chí gọi mình hỏi các bây giờ hiện tại đang có những cái loại đào nào thì cơ bản là các bác nhé,
cơ bản là có cái ba cái loại chính, nhất là đào ta, đào phai ấy, năm cánh. Đào phai năm cánh này và đào phai cánh kép, và loại này là loại lai, còn loại truyền thống của ta là chỉ năm cánh thôi. Đấy, và đào bích. Đào bích thì là cũng là nhiều cánh giống như cánh kép này này, nhưng nó là màu đỏ. Ngoài ra thì có một loại nữa là đào thất thốn. Đào thất thốn thì đào tiến vua rồi, thì nó cũng là đào, nó đỏ hơn cái đào bích và hoa, thậm chí cách chăm của nó rất là khác biệt, rất là khác biệt và rất là khó chơi, khó chăm. Hoa của nó thì cứ mọc ra từ từ gốc thôi, chứ không phải là như như mọc ra từ dăm như này đâu. Thì cái dòng đấy là dòng đặc biệt rồi. Cơ bản thì có ba cái thể loại, là một là bích này, hai là phai này, và ba là phai cánh kép. Đấy, bốn là loại đặc biệt thất thốn không nói rồi. Đấy, cơ bản là ba loại đào. Thế còn biến tướng thì nó nhiều, ở vùng miền nó sẽ có những cái loại khác nhau. Ví dụ đào Nhật Tân, nhưng mà nó đào bích, nó trồng ở Nhật Tân thì cái chất đất và cái khí hậu nó tốt, nó hợp thì hoa đẹp, răm đẹp, như vậy thôi, thì nó có tiếng thôi. Đấy các bác ạ, chứ không phải là nó có một cái giống đào Nhật Tân nào khác biệt. Đào thất thốn là xuất phát từ Nhật Tân các bạn, thất thốn xịn. Thế còn đào phai thì cũng như vậy. Đào phai năm cánh mình ở quê miền Bắc này, miền Trung Du ấy. Trung Du thì răm nó mỏng hơn, mảnh nhỏ và hoa nó chưa, hoa nó nhỏ. Chứ còn ở miền núi thì hoa to, nhưng vẫn là năm cánh, nó là biến tướng thôi. Nên nó là khí hậu các bác nhé, khí hậu. Đấy, nhiều người lại không hiểu, cứ nghĩ ở trên đấy nó có cái giống đào khác, nó là khí hậu. Đấy, mai rất là đẹp. Tôi rất thích chi mai, nhưng mà chi mai này mà mua một cây đẹp ấy các bác nhá, mà sang năm ấy mà không chăm được nó đẹp thì rất là phí. Đấy, như cây này rất là đẹp, cây này tự nhiên nhìn ra khá là thiên nhiên. Cái dòng này nó loanh quanh rồi khoảng độ 4 triệu đổ lại, 4 triệu đổ lại. Đấy, đẹp, hàng này đẹp, và hàng này đẹp và nó chưa bị nở nhiều, chưa bị nở nhiều. Hai cây này thì khá giống nhau. Đẹp quá. Đẹp. Nói chung là tổng hòa là cây là khá là ổn. Sắc sắc thì rất là không, sắc sắc thì không có, sắc vào tay người chơi hết rồi. Nhưng mà đây là chơi đẹp, chơi được và tính yếu tố tổng hòa là được. Như một cây này nó có hai thân rất là nghệ thuật, và răm của nó, quan trọng là cái răm của nó, thì sau sẽ cướp được cái hoa của nó. Cái răm nó mập và đều, xun xuê, nó không bị lép thì cái hoa nó sau rất là đẹp. Đấy các bạn nhé. Chứ còn thân cốt thì nó khó. Cây kia nghệ thuật, tất cả đều răm rất là đẹp. Tất bật lắm các bạn. Đấy, buôn bán nó như vậy mà. Đất khách thì lại bận rộn cũng vậy thôi, sự khó vất vả thôi. Đi ra để xe nói chuyện với anh ấy đi. Đấy, trước hết tôi có mua cái cây lão mai sinh tử của anh Hùng này, mà báo giá 70 triệu đấy. Tôi đánh cú đấy là rất là hoành tráng, gọi là cả năm mình đi làm mà chỉ múc được cái đấy. Đấy, đêm hôm là ngủ luôn đây anh. Hả? Ngủ luôn đây à? Định ra chiến đến bao giờ đấy?
Không, bà là định ngồi đến bao giờ? Chắc hết 30. Hết 30 nhỉ? Bán không anh? Hả? Quay mặt hàng bán không đến đây. À đây. Thoải mái đi. Quất hả bác? Đây hai anh em chung nhau à? Đó của anh thôi, cậu chung. Quất là của bên này đúng không? Của anh Tất. À của anh Tất này. Ui, cả quất này. Quay gửi cho nước ngoài anh. Quất đẹp đấy. Nước, nước trong lẫn nước ngoài. Anh phải thuê một người dẫn chương trình. Vâng. Chân dài đi. Ông nào bên nước ngoài là nhớ Tết Việt Nam lắm đấy. Ông nào bên nước ngoài là nhớ Tết lắm. Nhớ Việt Nam nhất là lúc Tết này. Quất ghê. Quất đẹp ghê nhỉ. Sáng quất. Cái gì cũng đẹp, có người chơi cây, làm cây, chọn cây bán nó khác. Có nghề rồi bán nó khác. Toàn bộ là mai đẹp. Đấy. Rồi, ok. Quất, toàn bộ là quất hết. Đấy, đào rất là tươi này. Cây đào này đẹp. Đấy, hai vợ chồng quan anh xem đẹp quá, chẳng muốn đi về nhỉ. Đấy, đây này nghệ thuật, đây này rất điệu. Đây ở cái đôn thì thôi rồi, đẹp nghệ thuật. Chơi mai này nó rất tào nhã các bạn, nó là nói đúng ra nó là đỉnh cao của các loại dòng cây khế hoa ấy. Đấy. Nghệ thuật. Trước này tôi nghĩ là nó hợp lý đấy, hợp lý. Để có một cây mai đẹp thì quả là khó. Dòng này nó cũng khá là khó tính. Cái gì khó thì là đắt là hiển nhiên rồi. Xong siêu này kìa. Cái kia rất nghệ thuật. Hàng vừa mới lên, tôi đang lên. Không, lấy hộ. Đấy. Anh Hùng bán đi nhá. Em lanh quanh tí. Đấy, các bạn. Cơ bản là để xe dưới này. Có mất xe thì toi. Đấy, mặt Hồ Tây các bạn nhá. Mịt mù. Hy vọng là còn xe. Hy vọng là còn xe các bạn. Tết này mà không còn xe thì khóc tiếng mán. Rồi các bác, gửi các bác mọi miền một chút khoáng Hồ Tây các bác nha. Và các bác ở nước ngoài, các bác xa quê, nếu mà có theo dõi kênh thì chúc các bác cũng một năm mới bác không còn vơi đi phần nào nữa, nhớ quê nhà các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.